Cuốn 63 Kinh. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nên khéo nhiếp nghiệp thân miệng ý, không chịu các khổ như vậy. Họ không thấy hí Phật, hoặc không nghe pháp, hoặc không gần gũi ý tăng, hoặc sanh trong thế giới không có Phật, hoặc sanh trong thế giới không có Phật, hoặc sanh vào nhà bần cùng trong cõi người, hoặc bị người ta không tin thọ lời người kia nói. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì chất chứa nghiệp miệng nên có trọng tội phá pháp ấy. Phật bảo Tu Bồ Đề, vì chất chứa nghiệp miệng nên có trọng tội phá pháp ấy. Tu Bồ Đề, người ngu si ấy xuất gia thọ giới trong Phật pháp mà phá Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, chê bai không lãnh thọ. Tu Bồ Đề, nếu phá Bát Nhã Ba La Mật, chê bai Bát Nhã Ba La Mật, thật là phá nhất thiết trí của mười phương chư Phật. Phá nhất thiết trí thật là phá Phật bảo. Phá Phật bảo nên phá pháp bảo. Phá pháp bảo nên phá tam bảo. Phá tam bảo thời là phá chánh kiến thế gian. Phá chánh kiến thế gian thời là phá bốn niệm xứ, cho đến phá trí nhất thiết chủng. Phá trí nhất thiết chủng thời mắc vô lượng vô biên vô số tội. Mắc vô lượng vô biên vô số tội thì chịu vô lượng vô biên vô số ưu khổ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ngu si chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu có mấy nhân duyên? Phật bảo Tu Bồ Đề, có bốn nhân duyên. Người ngu si ấy chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là bốn? Người ngu si ấy bị ma sai khiến muốn chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, ấy là nhân duyên đầu. Người ngu si ấy không tin pháp sâu, không tin, không hiểu, tâm không được thanh tịnh, ấy là nhân duyên hai. Người ngu si ấy muốn chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Người ngu si ấy đi theo ác tri thức, tâm chìm đắm lười biếng, chấp chặt năm thọ uẩn, ấy là nhân duyên ba. Người ngu si ấy muốn chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Người ngu si ấy nhiều sân giận, tự cao khinh người, ấy là nhân duyên bốn. Người ngu si ấy chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Tu Bồ Đề, vì bốn nhân duyên ấy, người ngu si muốn chê bai phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Luận hỏi: Nghiệp miệng là phá pháp, cớ sao nói nhiếp giữ ba nghiệp thân miệng ý? Đáp: Nghiệp ý là gốc của nghiệp miệng. Nếu muốn nhiếp nghiệp miệng, trước phải nhiếp nghiệp ý. Nghiệp ý nhiếp nên nghiệp thân nghiệp miệng cũng lành. Nghiệp thân miệng lành, thời nghiệp ý cũng lành. Trong đây Tu Bồ Đề nói nhân duyên chẳng chịu các khổ ấy, hoặc không được thấy Phật, vân vân. Người đời cho nghiệp thân là nặng, nghiệp miệng là nhẹ, nên Tu Bồ Đề hỏi: Chỉ do nghiệp miệng mà bị tội như thế ư? Phật nhận ý đó nên khai thị rằng: Người ngu si tự không có việc chi cấp bách, cũng không ai khiến làm, cũng không được gì mà tự đem lưỡi mình gây tội như vậy, thật là người đại cuồng. Người cuồng ấy đời vị lai ở trong pháp của ta xuất gia. Người xuất gia có năm chúng, người thọ giới của ta có bảy chúng. Người thành văn ấy chấp trước pháp thanh văn, Phật pháp quá 500 năm sau, phân biệt ra có 500 bộ phái. Từ đó trở đi, vì tìm hướng quyết định của các pháp, chấp lấy pháp mình, không biết Phật vì sự giải thoát nên thuyết pháp mà cứ chấp chặt ngôn ngữ. Nên khi nghe nói Bát Nhã các pháp rốt ráo không, thì như dao cắt tâm, đều cho rằng pháp quyết định như vậy, sau này lại nói không có. Ở nơi Bát Nhã Ba La Mật không có đắc, không có trước tướng, lại đắc lại trước tướng, rồi chê bai phá hoại cho là chẳng phải Phật giáo. Phật vì tiêu xuất chúng sanh nên nói là đạo là phi đạo. Này trong Bát Nhã là đạo là phi đạo đều là một tướng, tức là vô tướng. Thế nên trước tiên sanh ý nghi ngờ, sau tâm quyết định sanh tà kiến đối với pháp không. Tà kiến đắc lực nên ở giữa đại chúng nơi nơi đều chê bai hủy hoại Bát Nhã Ba La Mật. Vì hủy hoại Bát Nhã Ba La Mật thời phá các công đức nhất thiết trí vân vân của mười phương ba đời chư Phật. Phá công đức Phật tức là phá tam bảo. Phá tam bảo thời phá nhân duyên an lạc của thế gian, đó là chánh kiến của thế gian. Nếu phá chánh kiến của thế gian thời phá nhân duyên an lạc của xuất thế gian. Chánh kiến của xuất thế gian là bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng. Pháp ấy là nhân duyên vô lượng vô biên phước đức. Phá pháp ấy thời mắc vô lượng vô biên tội. Mắc vô lượng vô biên tội nên chịu vô lượng vô biên ưu sầu khổ não. Hỏi: Trước đã nói nhân duyên phá pháp, đó là ai trước pháp? Sao Tu Bồ Đề lại còn hỏi? Đáp: Trước trong luận nói, này trong kinh nói. Trước nói không khắc, này nói rộng khắc, đó là bốn nhân duyên. Người ấy bị ma sai khiến,
hoặc mà hoặc ma dân đến vào trong tâm kia chuyển đổi thân miệng khiến hủy phá bát nhã ba la mật. Như Phật ba lần hỏi A Nan cõi Diêm Phủ đẻ vui, sống lâu cũng vui, mà vì bị ma vào thân nên ba lần A Nan không đáp lời Phật. A Nan được sơ quả còn bị ma quấy, huống gì người phàm. Lại nữa, mà có bốn thứ: mà ngũ uẩn, mà phiền não, mà chết, mà thiền tử tự tại. Trong bốn loại ma này, phần nhiều là ma phiền não, ma thiên tử tự tại, suối đừng tin bát nhã, tham đắm pháp mình, ganh tị pháp khác, ngu si điên đảo nên hay hủy phá bát nhã và làm mật. Có người nói, nhân duyên đầu là ma phiền não, nhân duyên thứ tư là ma thiên tử, bị hai loại ma ấy xúi xử nên gọi là ma sai khiến, chấp chặt tà kiến, tham ái pháp mình, tuệ căn ám độn, không hiểu Phật ý, khổng tiền khổng thọ bát nhã ba la mật thâm sâu cho nên phá. Người có lợi căn kham tín thọ được mà không đến được, chỉ có theo lời ác sư nên cũng phá bát nhã. Có người tùy thuộc ác trí thức mà kiết sử mỏng nên sinh tinh tấn, có thể tìm bát nhã ba la mật. Cho nên hai việc hợp lại là một, cũng thuộc ác trí thức, cũng đắm sâu năm uẩn, kiết sử dày, tâm sanh lười biếng cho nên không tìm bát nhã. Người ấy đời đời chứa nhiều sân hận, thành tánh, tướng trạng của sân là tướng bất tín. Người ấy cương cường tự cao, khinh hèn người thuyết pháp, nghĩ rằng trí và đức của ta như vậy mà còn không hiểu được, huống chi người ngu si làm sao biết được. Vì tâm sân hận kiêu mạn nhiều ấy nên phá hoại bát nhã ba la mật. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, người không xin tinh tấn, gieo căn bất thiện, tương đắc với bạn ác, thời khó tin khó hiểu. Phật dạy, như vậy, bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, người không xin tinh tấn, gieo trồng căn bất thiện, tương đắc với bạn ác thì khó tin khó hiểu. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy, vì sao thâm sâu, khó tin khó hiểu? Tu Bồ Đề, sắc chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là thọ tưởng hành thức. Thí ba la mật chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì là thí ba la mật. Giới ba la mật chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là giới ba la mật. Nhẫn ba la mật ấy chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là nhẫn ba la mật. Tấn ba la mật chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là tấn ba la mật. Thiền ba la mật chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là thiền ba la mật. Bát nhã ba la mật chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề, nội không chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là bốn niệm xứ, cho đến nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì tánh không có sở hữu gì ấy là nhất thiết chủng trí. Tu Bồ Đề, sắc bản tế chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì bản tế tánh không có sở hữu gì ấy là sắc thọ tưởng hành thức, cho đến trí nhất thiết chủng bản tế chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì bản tế tánh không có sở hữu gì ấy là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, sắc hậu tế đời sau chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì sắc hậu tế tánh không có sở hữu gì ấy là sắc thọ tưởng hành thức, cho đến trí nhất thiết chủng hậu tế chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì hậu tế tánh không có sở hữu gì ấy là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, sắc hiện tại chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì hiện tại tánh không có sở hữu gì ấy là sắc thọ tưởng hành thức, cho đến trí nhất thiết chủng hiện tại chẳng trói chẳng mở, vì sao? Vì hiện tại tánh không có sở hữu gì ấy là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật, người không sinh tinh tấn, không trồng căn lành, tương đắc với bạn ác, giải đãi ý tiến, vừa quên không có tuệ thiện xảo phương tiện, người như vậy thật khó tin khó hiểu. Tu Bồ Đề, như vậy bát nhã ba la mật ấy, người không siêng tinh tấn, không trồng căn lành, tương đắc với bạn ác, hệ thuộc với ma, giải đãi ý tiến, vừa quên không có tệ thiện xảo phương tiện, người như thế thật khó tin khó hiểu. Vì sao? Vì sắc tịnh quả cũng tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh quả cũng tịnh, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác tịnh quả cũng tịnh. Lại nữa, Tu Bồ Đề, vì sắc tịnh, tức bát nhã ba la mật tịnh,
Bát nhã ba la mật tịnh, tức sắc tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh, tức bát nhã ba la mật tịnh. Bát nhã ba la mật tịnh, tức thọ tưởng hành thức tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, tức bát nhã ba la mật tịnh. Bát nhã ba la mật tịnh, tức trí nhất thiết chủng tịnh, sắc tịnh với bát nhã ba la mật tịnh, không hài, không khác, không dứt, không hoại. Cho đến trí nhất thiết chủng tịnh với bát nhã ba la mật tịnh, không hài, không khác, không dứt, không hoại. Lại nữa, tu Bồ Đề không hai tịnh nên sắc tịnh, không hai tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. Vì sao? Vì không hai tịnh ấy với sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, không hai không khác. Vì ngã tịnh, chúng sanh tịnh cho đến kẻ biết kẻ thấy tịnh nên sắc tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. Vì sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh nên ngã chúng sanh cho đến kẻ biết kẻ thấy tịnh. Vì sao? Vì ngã chúng sanh cho đến kẻ biết kẻ thấy tịnh. Với sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh, không hai không khác, không dứt không hoại. Luận bấy giờ tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bát nhã ba la mật ấy rất sâu thẳm, người giải đãi theo ác tri thức, trông giống căn bất thiện khó tin, còn trái với đây gọi là tìm bát nhã ba la mật. Phật chấp nhận lời đó. Tu Bồ Đề lại hỏi: Bát nhã ba la mật ấy rất sâu thẳm thế nào nên khó tin? Phật đáp: Các pháp sắc vân vân không trói không mở, ba độc là trói, ba cửa giải thoát là mở. Ba độc phiền não ấy hư vọng không thật, do nhân duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh cho nên không trói. Vì không trói nên không mở, phá ba độc nên ba cửa giải thoát cũng không. Lại nữa, thủ trước các pháp khởi lên hết thảy điên đảo phiền não là trói. Nếu sự trói có tự tánh nhất định, thời không thể mở. Nếu nó thật có nhất định, ai phá được nó? Nếu phá, thời bị rơi vào đoạn diệt. Còn nếu các phiền não điên đảo thủ tướng là hư dối không thật thì cũng không có gì để dứt. Lại nữa, tất cả tâm tâm số pháp, tức tâm sở, ức tưởng phân biệt, thủ tướng đều bị trói trong các duyên. Nếu ở vào trong thật tướng các pháp, biết chúng đều hư dối, như phẩm trên nói, tướng trạng của tâm thanh tịnh là chẳng phải tâm tướng, sự trói ấy không nên, sự mở cũng không. Có các nhân duyên như vậy nên các pháp sắc vân vân không trói không mở. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, các pháp sắc vân vân là pháp hữu vi tạo tác do nhân duyên hòa hợp sanh, không có định tánh, nên kinh nói các pháp sắc vân vân tánh không có sở hữu gì, ấy là sắc vân vân. Lại nữa, các pháp sắc vân vân trong ba đời không trói không mở như đã phá ở đoạn phá ba đời trong trung luận. Khi ấy tu Bồ Đề biết bát nhã ba la mật chẳng phải sâu thẳm, chẳng phải không sâu thẳm, như trong phẩm sau nói, nếu bảo bát nhã ba la mật rất sâu thẳm, ấy thời xa lìa bát nhã ba la mật. Vì thế nên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ác cho bát nhã ba la mật rất sâu thẳm khó hiểu, người ấy chẳng phải người lành, người ác không tương ứng với bát nhã, không nhất tâm siêng tinh tấn, không gieo trồng thiện căn hiểu bát nhã ba la mật, đi theo ác sư phá hoại bát nhã, giải đãi là tham đắm cái vui thế gian, không ưa xuất thế gian. Người như thế nếu có tinh tấn không quá ít không đủ nói, bị các phiền não loạn tâm cho nên ưa quên, tướng thiện không phá, kiêu mạn không trừ, tà kiến hí luận nên tìm thật tướng các pháp, không biết phân biệt tướng các pháp tốt xấu, ấy gọi là không có tuệ thiện xảo phương tiện. Có các ác pháp như vậy nên người ấy khó hiểu bát nhã sâu thẳm vân vân. Phật chấp nhận ý ấy nên nói như vậy như vậy. Hỏi: Trong lời tu Bồ Đề không có ma sự, sao trong lời Phật nói lại có thêm chuyện ma? Đáp: Tu Bồ Đề nói thẳng nhân duyên trong ngoài không đầy đủ, nay Phật nói đầy đủ rằng người ấy bị ma sai sử. Phật lại muốn nói tướng sâu thẳm khó hiểu, bảo với Tu Bồ Đề các pháp sắc vân vân tịnh nên quả cũng tịnh, bốn niệm xứ là quả của các pháp sắc vân vân. Vì sao? Vì quán các pháp sắc vân vân bất tịnh vô thường vân vân đầu tiên được thân niệm xứ, các niệm xứ khác nói như trên, trong đó tánh của bốn niệm xứ là vô lậu, dứt hết các phiền não là niết bàn, cho nên thanh tịnh, thấy quả tịnh nên biết nhân cũng tịnh. Hỏi: Trước nói nhờ quán sắc vân vân bất tịnh vô thường vân vân được thân niệm xứ, cớ sao nên nói quả tịnh nên nhân cũng tịnh? Đáp: Quán bất tịnh là cửa vào ban đầu, chẳng phải thật quán, thế nên quán bất tịnh không ở trong 16 thánh hạnh. Trong 16 thánh hạnh, quán vô thường, khổ không vô ngã chẳng phải quán bất tịnh, điên đảo chấp tịnh nên sanh dâm dục, phá tịnh nên nói bất tịnh, chứ chẳng phải thật. Cho nên quán bất tịnh không được vào 16 thánh hạnh, nó chỉ được
giải quán chứ không phải thật quán. Trong bát nhã, không quán thường, không quán vô thường, không quán tịnh, không quán bất tịnh, vân vân, thường vô thường, tịnh bất tịnh, không thật, vân vân. Các quán hí luận ấy diệt, ấy là thật tướng sắc vốn tịnh nên quả cũng tịnh. Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên, bát nhã ba la mật như hư không, rốt ráo thanh tịnh không có nhiễm ô, ấy là bát nhã ba la mật. Quán thật tướng các pháp sắc vân vân, chẳng sanh chẳng diệt, tu sáu ba la mật, bốn niệm xứ như vậy có thể được bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật ấy có ba nhân duyên là chánh quán, chánh hạnh, chánh tu. Thế nên nói bát nhã ba la mật tịnh nên các pháp sắc vân vân tịnh. Vì các pháp sắc vân vân tịnh nên bát nhã ba la mật tịnh. Vì sao? Vì các pháp sắc vân vân với bát nhã ba la mật ở trong thật tướng thì không hai không khác, vì không dị không biệt, không lìa không tán nên chẳng dứt chẳng hoại. Lại nữa, như ngã tìm khắp trong mười phương ba đời không thể có được, chỉ trong năm uẩn, chỉ có giảm danh chúng sanh cho đến kẻ biết kẻ thấy cũng như vậy. Giống như ngã là không, không có gì của chính nó, thanh tịnh nên các pháp cũng như vậy. Kinh, lại nữa tu Bồ Đề vì tham tịnh nên sắc tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. Vì sao? Vì tham tịnh và sắc tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tịnh không hai không khác. Vì sân si tịnh nên sắc tịnh, cho đến trí nhất thiết chủng tịnh. Vì sao? Vì sân si và sắc tịnh cho đến trí nhất thiết chủng tịnh không hai không khác, không dứt không hoại. Lại nữa tu Bồ Đề vì vô minh tịnh nên các hành tịnh, các hành tịnh nên thức tịnh, thức tịnh nên danh sắc tịnh, danh sắc tịnh nên lục nhập tịnh, lục nhập tịnh nên xúc tịnh, xúc tịnh nên thọ tịnh, thọ tịnh nên ái tịnh, ái tịnh nên thủ tịnh, thủ tịnh nên hữu tịnh, hữu tịnh nên sanh tịnh, sanh tịnh nên lão tử tịnh, lão tử tịnh nên bát nhã ba la mật tịnh, bát nhã ba la mật tịnh nên cho đến thí ba la mật tịnh, thí ba la mật tịnh nên nội không tịnh, nội không tịnh nên cho đến vô pháp hữu pháp không tịnh, vô pháp hữu pháp không tịnh nên bốn niệm xứ tịnh, bốn niệm xứ tịnh nên cho đến nhất thiết trí tịnh, nhất thiết trí tịnh nên nhất thiết chủng trí tịnh. Vì sao? Vì nhất thiết trí tịnh và nhất thiết chủng trí tịnh không hai không khác, không dứt không hoại. Lại nữa tu Bồ Đề bát nhã ba la mật tịnh nên sắc tịnh, cho đến bát nhã ba la mật tịnh nên trí nhất thiết trí tịnh. Vì bát nhã ba la mật tịnh ấy và nhất thiết trí tịnh không hai không khác. Tu Bồ Đề vì thiền ba la mật tịnh cho đến nhất thiết trí tịnh, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật tịnh nên cho đến nhất thiết trí tịnh. Vì nội không tịnh nên cho đến nhất thiết trí tịnh. Vì bốn niệm xứ tịnh nên cho đến nhất thiết trí tịnh. Lại nữa tu Bồ Đề vì hữu vi tịnh nên vô vi tịnh. Vì sao? Vì hữu vi tịnh và vô vi tịnh không hai không khác, không dứt không hoại. Lại nữa tu Bồ Đề vì quá khứ tịnh nên vị lai hiện tại tịnh. Vì hiện lai tịnh, vì vị lai tịnh nên quá khứ hiện tại tịnh. Vì hiện tại tịnh nên quá khứ vị lai tịnh. Vì sao? Vì hiện tại tịnh và quá khứ vị lai tịnh không hai không khác, không dứt không hoại. Luận hỏi: Phật dạy ba độc là cấu uế bất tịnh, cớ sao trong đây nói vì tham dục vân vân tịnh nên sắc vân vân cũng tịnh? Đáp: Phật dạy thật tánh của ba độc thành tịnh nên các pháp sắc vân vân cũng thành tịnh. Vì ba độc tịnh và sắc vân vân tịnh không hai không khác, muốn nói rộng ba độc thanh tịnh và nhân duyên quả báo của ba độc thanh tịnh nên nói vì vô minh tịnh nên các hành cũng tịnh. Vô minh tịnh là vì vô minh rốt ráo không, như trong đoạn người dụ phá vô minh nói, từ 12 nhân duyên cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy, nên vì sắc vân vân vô minh vân vân các pháp thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Bát nhã ba la mật thanh tịnh nên pháp sở hành của các Bồ Tát như thiền ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng đều thanh tịnh, thiền ba la mật vân vân cũng như vậy. Lại nữa, vì mười phương tám không không nên sắc vân vân cho đến trí nhất thiết chủng không, cho đến vị trí nhất thiết chủng không nên 18 không cũng không. Trí nhất thiết chủng không lìa 18 không, 18 không không lìa trí nhất thiết chủng. Thế nên nói không hai không khác. Không tức là thanh tịnh, này sắc cho đến trí nhất thiết chủng, một pháp làm đầu, các pháp khác mỗi mỗi đều làm đầu, chuyển chuyển đều thanh tịnh. Lại nữa, vì các pháp nhiều vô lượng, nên lược nói pháp hữu vi vô vi, thật tướng của pháp hữu vi tức là pháp vô vi, như hành giả thanh tịnh.
Tinh tướng thường là ngã tịnh trong các pháp không thể có được. Nếu không thể có được, ấy là thật biết pháp hữu vi. Thật biết không thể có được, tức là pháp vô vi. Thế nên nói pháp hữu vi thanh tịnh, nên pháp vô vi thanh tịnh. Lại nữa, nhân pháp hữu vi nên biết pháp vô vi. Thánh nhân được pháp vô vi ấy, nói tướng pháp hữu vi. Thế nên nói vì pháp hữu vi thanh tịnh, nên pháp vô vi thanh tịnh. Pháp vô vi thanh tịnh, nên pháp hữu vi thanh tịnh. Pháp hữu vi ở trong ba đời, nên nói đời quá khứ thanh tịnh, nên đời vị lai cũng thanh tịnh. Đời vị lai thanh tịnh, nên đời quá khứ cũng thanh tịnh. Vì sao? Vì như đời quá khứ phá hoại tán diệt, không có gì nên không. Đời vị lai chưa sanh, chưa có nên không. Ba đời không có nên hiện tại cũng không có. Vì sao? Vì có trước có sau mới biết có hiện tại. Lại nữa, pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt, nên không có lúc nào ngưng trụ. Lúc ngưng trụ không có nên không có đời hiện tại. Vì ba đời không nên pháp hữu vi không. Vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi không. Không tức là rốt ráo thanh tịnh, không phá không hoại, không ý luận như hư không. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh là pháp tạng của chư Phật ba đời. Vì tội phá hoại ngôn thuyết văn tự có khả năng tuyên thật tướng Bát Nhã ấy nên đọa địa ngục. Hỏi: Nếu không tin Bát Nhã bị đọa địa ngục, tin thời được làm Phật. Nếu người phạm năm tội nghịch phá giới, đả kiến, lười biếng mà tin Bát Nhã, người ấy có được thành Phật không? Lại có người trì giới tinh tấn mà không tin Bát Nhã, tại sao đọa địa ngục? Đáp: Phá Bát Nhã có hai cách. Bát Nhã chính miệng Phật nói ra, đệ tử tụng tập chép thành kinh quyển, người ngu báng bổ rằng đó chẳng phải Phật nói mà là ma hoặc ma dần nói, và là thủ bút của người tà kiến chấp đoạn diệt trang nghiêm miệng lưỡi nói ra, hoặc cho rằng tuy là Phật nói song trong đó nơi nơi người khác thêm thắt vào, hoặc có người tầm chấp trước phân biệt chấp thủ tướng mà nói Bát Nhã Ba La Mật, miệng tuy nói không mà tâm đắm hữu. Trong các người phỉ báng ấy, người hủy phá đầu bị đọa vào đại địa ngục vì không hiểu được ý Bát Nhã của thánh nhân nói. Người phá hủy thứ hai là người tâm chấp trước nghị luận nên không gọi là hủy phá Bát Nhã. Như ông Điều Đạt làm thân Phật chảy máu mà thầy Thuốc Kỳ vừa cũng làm thân Phật chảy máu, tuy đồng làm chảy máu mà tâm khác nhau, nên một người mắc tội, một người được phước. Như vẽ tượng Phật, một người vì thấy tượng không đẹp nên phá để vẽ lại, một người vì ác tâm nên phá, do tâm khác nhau, nên một người được phước, một người mắc tội. Người phá Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Lại nữa, hoặc có người phá Bát Nhã, tuy tâm không sân hận, không khinh Phật, mà chỉ vì tâm ức tưởng phân biệt cho rằng pháp ấy sâu xa, do bậc nhất thiết trí nói thời lẽ phải có ý nghĩa thâm diệu chứ sao lại nói tất cả đều không. Phật lấy tâm vô trước vì độ chúng sanh nên nói pháp, còn người ấy vì tâm chấp trước thủ tướng nên khởi nghiệp miệng chê bai phá hoại Bát Nhã, khởi nghiệp thân lấy tay chỉ trỏ bài bác, chỉ trỏ hủy báng đuổi đi. Trái với hai thứ bất tín này nên gọi là hai thứ tin: một, biết thật nghĩa Bát Nhã mà tin được quả báo như kinh nói; hai, tìm ngôn ngữ văn tự của kinh quyển được công đức ít. Vì tà kiến tội nặng nên tùy thân khẩu nghiệp chỉ giới tốt cũng đi theo ác tâm tà kiến. Như Phật tự nói thí dụ: Như trồng giống đắng, tuy vẫn do bốn đại tạo thành vẫn là vị đắng. Người tà kiến cũng như vậy, tuy chỉ giới tinh tấn vẫn thành pháp ác. Trái với đây gọi là chánh kiến. Người tạo năm tội nghịch, tội ác thường che, tâm còn nghi ngờ nghiệp báo đời này đời sau, huống gì tin được Bát Nhã thậm thâm. Tùy chép kinh quyển cúng dường mong khỏi tội ác vẫn cách Bát Nhã rất xa, hoặc nhờ có nhân duyên thanh tịnh gặp thiện tri thức đời trước chứa nhóm phước đức lợi trí đệ nhất, tìm Bát Nhã Ba La Mật nên có thể được quả báo như kinh nói. Như vua A Xà Thế có tội giết cha mà nhờ Phật và văn thù sư lợi thiện tri thức nên trừ được trọng tội, được như kinh nói quả báo Bát Nhã là được thọ ký đạo vô thượng. Giải thích phẩm Thán Tịnh thứ 42. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Thanh Tịnh thứ 40. Kinh bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tịnh ấy rất sâu xa, Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa: Pháp gì tịnh nên thanh tịnh ấy rất sâu xa? Phật dạy: Vì sắc thanh tịnh nên thanh tịnh ấy rất sâu xa, thọ tưởng hành thức tịnh nên bốn niệm xứ tịnh, cho đến tám thánh đạo phần tịnh, Phật mười lực tịnh, cho đến 18 pháp không trung tịnh, Bồ Tát tịnh, Phật tịnh nên trí nhất thiết chủng trí tịnh nên tịnh ấy rất sâu xa.
Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy sáng suốt, Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, pháp gì tịnh nên tịnh ấy sáng suốt? Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật tịnh nên tịnh ấy sáng suốt, cho đến Thí Ba La Mật tịnh nên tịnh ấy sáng suốt, bốn niệm xứ tịnh cho đến Nhất Thiết Trí tịnh nên tịnh ấy sáng suốt. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy không tương tục. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, pháp gì không tương tục nên tịnh không tương tục? Phật dạy, sao không đi không tương tục nên tịnh ấy không tương tục, cho đến Chính Nhất Thiết Chủng không đi không tương tục nên tịnh ấy không tương tục. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy không nhơ. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, pháp gì không nhơ nên tịnh ấy không nhơ? Phật dạy, sắc tánh thường tịnh nên tịnh ấy không nhơ, cho đến Chí Nhất Thiết Chủng tánh thường tịnh nên tịnh ấy không nhơ. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy vô đắc vô trước, Kinh Đại Bát Nhã ghi vô hiện quán. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, pháp gì vô đắc vô trước nên tịnh ấy vô đắc vô trước? Phật dạy, sắc vô đắc vô trước nên tịnh ấy vô đắc vô trước, cho đến Chí Nhất Thiết Chủng vô đắc vô trước nên tịnh ấy vô đắc vô trước. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy vô sanh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, pháp gì vô sanh nên tịnh ấy vô sanh? Phật dạy, sắc vô sanh nên tịnh ấy vô sanh, cho đến Chí Nhất Thiết Chủng vô sanh nên tịnh ấy vô sanh. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy không sanh trong cõi dục. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao tịnh ấy không sanh trong cõi dục? Phật dạy, vì tánh cõi dục không thể có được nên tịnh ấy không sanh trong cõi dục. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy không sanh trong cõi sắc. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao tịnh ấy không sanh trong cõi sắc? Phật dạy, vì tánh cõi sắc không thể có được nên tịnh ấy không sanh trong cõi sắc. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy không sanh trong cõi vô sắc. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao tịnh ấy không sanh trong cõi vô sắc? Phật dạy, vì tánh cõi vô sắc không thể có được nên tịnh ấy không sanh trong cõi vô sắc. Bạch Đức Thế Tôn tịnh ấy vô tri. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao tịnh ấy vô tri? Phật dạy, vì các pháp bổn tánh độn, sáu căn là lợi, sáu trần là độ nên tịnh ấy vô tri. Bạch Đức Thế Tôn, sắc vô tri nên tịnh ấy tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao sắc vô tri nên tịnh ấy tịnh? Phật dạy, vì sắc tự tánh không nên sắc vô tri nên tịnh ấy tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, thọ tưởng hành thức vô tri nên tịnh ấy tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao thọ tưởng hành thức vô tri nên tịnh ấy tịnh? Phật dạy, vì thọ tưởng hành thức tự tánh không nên vô tri nên tịnh ấy tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì hết thảy pháp tịnh nên tịnh ấy tịnh. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao vì hết thảy pháp tịnh nên tịnh ấy tịnh? Phật dạy, vì hết thảy pháp không thể có được nên hết thảy pháp tịnh nên tịnh ấy tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đối với Tát Bả Nhã không thêm không bớt. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao Bát Nhã Ba La Mật đối với Tát Bả Nhã không thêm không bớt? Phật dạy, pháp tướng thường trú nên Bát Nhã Ba La Mật với Tát Bả Nhã không thêm không bớt. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy tịnh đối với các pháp không chấp thọ. Phật dạy, vì rốt ráo tịnh. Xá Lợi Phất thưa, tại sao Bát Nhã Ba La Mật tịnh đối với các pháp không chấp thọ? Phật dạy, vì pháp tánh bất động nên Bát Nhã Ba La Mật tịnh đối với các pháp không chấp thọ. Luận tịnh ấy rất sâu xa, là tịnh có hai thứ: một, trí không có trí, thời không biết duyên tịnh, tuệ tịnh; hai, pháp sở duyên tịnh. Hai tịnh này đối đãi nhau, lìa trí tịnh không có duyên tịnh, lìa duyên tịnh không có trí tịnh. Vì sao? Vì tất cả tâm tâm số pháp đều do duyên sanh, nếu không có duyên thời trí không sanh, thì như không có củi thời lửa không cháy được. Và do có trí mới biết duyên là tịnh, không có trí thời không biết duyên tịnh. Trong đây trí tịnh và duyên tịnh đối đãi nhau, đó là pháp thường của thế gian. Trong đây cốt nói thật tướng các pháp vốn tự thanh tịnh, lìa trí lìa duyên. Vì theo sở duyên của tâm tâm số pháp thời ô nhiễm chẳng thanh tịnh, thì như món ăn ngon tràm vị để chung với đồ độc thời không thể ăn. Thật tướng các pháp thường tịnh chẳng phải Phật làm, chẳng phải Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thành Văn và phàm phu thế gian làm ra. Có Phật không có Phật, tướng nó vẫn thường trú không hoại. Nó ở trong pháp điên đảo hư dối và quả báo thời ô nhiễm không tịnh.
Thanh tịnh ấy có nhiều danh tự, hoặc gọi là như, hoặc gọi là pháp tánh, thật tế, bát nhã, ba la mật, hoặc gọi là đạo, hoặc gọi vô sanh, vô diệt, không, vô tướng, vô tác, vô trí, vô đắc, hoặc gọi là rốt ráo, không, vân vân, vô lượng, vô biên danh tự như vậy. Xá lợi Phất, quán tướng bát nhã ba la mật ấy tuy không thể thấy, không thể nghe, không thể nói, không thể phá hoại, nhưng hủy báng thời mắc vô lượng tội, tín thọ tu hành thời được quả báo vô thượng. Xá lợi Phất phát tâm hoàn hỷ hỷ hữu bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tịnh ấy rất sâu xa. Phật dạy: Điều ông thấy cho là hy hữu, trong thời tướng còn quá hơn điều ông thấy. Trong tất cả pháp rốt ráo thanh tịnh không dính mắc, cho đến thể thanh tịnh cũng không dính mắc, ấy gọi là rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, ông chủ thanh tịnh là chư Phật trong ba đời mười phương, chư Phật cũng không dính mắc thanh tịnh ấy, thế nên nói rốt ráo thanh tịnh. Bát nhã ba la mật thanh tịnh ấy hay làm cho hết thảy hiển thánh rất vô biên khổ, được lợi ích lớn mà cũng không dính bát nhã ba la mật, có vô lượng nhân duyên rốt ráo thanh tịnh như vậy, nên tịnh ấy rất sâu xa. Xá lợi Phất hỏi: Pháp gì rốt ráo thanh tịnh, nên tịnh ấy rất sâu xa? Phật đáp: Các pháp sắc vân vân rốt ráo thanh tịnh, nên tịnh ấy rất sâu xa. Vì sao? Vì các pháp sắc vân vân gốc ngọn nhân quả thanh tịnh, nên tịnh ấy rất sâu xa. Như phẩm trên nói, Bồ Tát quán hạnh đối với sắc vân vân đã dứt nên được thanh tịnh như vậy, do thế nên gọi sắc vân vân thành tịnh. Tịnh ấy hay phá hí luận vô minh đối với hết thảy pháp, hay giúp cho trí huệ rốt ráo không được rốt sáng suốt, thế nên nói là thanh tịnh sáng suốt. Tu hành diệu pháp của Bồ Tát như thí ba la mật vân vân nên được thanh tịnh sáng suốt ấy. Tịnh ấy hay đưa đến hữu dư niết bàn nên nói là thanh tịnh sáng suốt, để đến vô dư niết bàn nên nói tịnh ấy không tương tục. Chưa dùng ba tam muội không không vân vân bỏ các thiện pháp, thọ mạng tối hậu tự nhiên chấm dứt, năm uẩn không đi cũng không tương tục, nên tịnh ấy không tương tục. Vì 108 phiền não không thể ngăn che ô nhiễm tịnh nên nói là tịnh vô cấu. Thật hành đạo các pháp thật tướng bất nhị ấy, từ tâm khổ pháp nhẫn cho đến tâm thứ 15 gọi là đắc, tâm thứ 16, tâm quán lý tứ đế qua 16 đoạn là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, tập pháp nhẫn, tập pháp trí, diệt pháp nhẫn, diệt loại nhẫn, diệt loại trí, đạo loại nhẫn, đạo loại trí. Được quả sa môn gọi là trước, trước là đám trước và chỗ chứng đắc không đoạn lạc. Lại nữa, từ sáu ba la mật cho đến khi sanh tâm nhu thuận nhẫn gọi là đắc, phát sanh, vô sanh pháp nhẫn vào Bồ Tát vị gọi là trước. Đối với pháp thanh tịnh ấy, dùng tâm vô sở đắc, không có hai việc ấy nên gọi là không đắc không trước. Tu pháp như vậy, biết hết thảy pháp rốt ráo không, vì rốt ráo không nên không thủ tướng, vì không thủ tướng nên không khởi làm ba nghiệp, vì không làm ba nghiệp nên không sanh vào thế gian. Thế gian tức bà cõi, trong đây vì hai nhân duyên nên không sanh. Một, ba thứ sanh nghiệp không khởi lên. Hai, ba cõi tự tánh nó không thể có được. Trong đây Phật tổng nói nhân duyên, tức là ba cõi tự tánh không nên nói sắc vân vân. Trong ba cõi tự tánh không thể có được, tịnh ấy vô tri vì các pháp ám độn như phẩm trên đã nói. Hết thảy pháp tánh thường chẳng sanh, vì chẳng sanh nên không thể có được, vì không thể có được nên rốt ráo thanh tịnh. Xá lợi Phất được thanh văn ba la mật. Còn Phật là bậc nhất thiết trí, nhân hai vị hỏi đáp nên các Bồ Tát tham trước bát nhã ba la mật. Vì thế Xá lợi Phất muốn dứt lòng tham trước bát nhã ba la mật của họ nên nói: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật tuy có công đức như vậy, vì rốt ráo thanh tịnh nên nói đối với tát bà nhã không có cũng không ít không tổn, như trong mộng huyễn tuy có được mất cũng không ít không tổn. Thì như hư không rốt ráo thanh tịnh không có gì, song cũng nhân hư không mà có việc thành tựu, và cũng không được nói hư không có tạo tác, cũng không được nói hư không không có lợi ích. Thí ba la mật nhân bát nhã ba la mật mà có sở tác, thế nên nói bát nhã ba la mật không ít không tổn. Bát nhã ba la mật quán hết thảy pháp có lỗi bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô ngã, bất sanh, bất diệt, chẳng phải bất sanh, chẳng phải bất diệt, vân vân. Đủ các nhân duyên tán thán rất hí luận về các quán, dứt đường ngôn ngữ nên nói bát nhã ba la mật thanh tịnh, không chấp thủ đối với các pháp. Dứt hí luận về các quán, dứt đường ngôn ngữ, thấy tức là vào tướng pháp tánh, thế nên trong đây nói pháp tánh bất động. Kinh. Bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì ngã tịnh nên sắc tịnh. Phật dạy: Vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa:
Vì nhân duyên gì mà ngã tịnh nên sắc tịnh, rốt ráo tịnh? Phật dạy ngã không gì của chính nó nên sắc không có gì của chính nó, rốt ráo tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên thọ tưởng hành thức tịnh. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì nên ngã tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh nên rốt ráo tịnh? Phật dạy ngã không có gì của chính nó nên thọ tưởng hành thức không có gì của chính nó nên rốt ráo tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên thí ba la mật tịnh, ngã tịnh nên giới ba la mật tịnh, ngã tịnh nên nhẫn ba la mật tịnh, ngã tịnh nên tấn ba la mật tịnh, ngã tịnh nên thiền ba la mật tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên bát nhã ba la mật tịnh, ngã tịnh nên bốn niệm xứ tịnh, ngã tịnh nên cho đến tám thánh đạo phần tịnh, ngã tịnh nên Phật mười lực tịnh, ngã tịnh nên cho đến 18 pháp không trung tịnh. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì nên thí ba la mật tịnh, ngã tịnh cho đến 18 pháp không trung tịnh? Phật dạy vì ngã không có gì của chính nó nên thí ba la mật không có gì của chính nó, cho đến 18 pháp không trung không có gì của chính nó nên tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên Tu Đà Hoàn quả tịnh, ngã tịnh nên Tư Đà Hàm quả tịnh, ngã tịnh nên A Na Hàm quả tịnh, ngã tịnh nên A La Hán quả tịnh, ngã tịnh nên Bích Chi Phật đạo tịnh, ngã tịnh nên Phật đạo tịnh. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân gì ngã tịnh nên Tu Đà Hoàn quả tịnh, Tư Đà Hàm quả tịnh, A Na Hàm quả tịnh, A La Hán quả tịnh, Bích Chi Phật đạo tịnh, Phật đạo tịnh? Phật dạy vì tự tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, ngã tịnh nên Nhất Thiết Trí tịnh. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì ngã tịnh nhân nên Nhất Thiết Trí tịnh? Phật dạy vì vô tướng vô niệm. Bạch Đức Thế Tôn, vì hai tịnh nên vô đắc vô trước. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì do hai tịnh nên vô đắc vô trước là rốt ráo tịnh? Phật dạy vì không nhơ không sạch. Bạch Đức Thế Tôn, vì ngã vô biên nên sắc tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì ngã vô biên nên sắc tịnh, thọ tưởng hành thức tịnh? Phật dạy vì rốt ráo không, vô thủy không. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát biết được như vậy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy vì rốt ráo tịnh. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì Bồ Tát Ma Ha Tát biết được như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy vì biết đạo trùng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện trí tuệ nên nghĩ rằng sắc chẳng biết sắc, thọ tưởng hành thức chẳng biết thọ tưởng hành thức, pháp quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp vị lai chẳng biết pháp vị lai, pháp hiện tại chẳng biết pháp hiện tại. Phật dạy Bồ Tát Ma Ha Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện không nghĩ rằng ta thí cho người kia, ta chỉ giới như vậy, ta tu nhẫn như vậy, ta tinh tấn như vậy, ta nhập thiền, nhập thiền như vậy, ta tu trí tuệ như vậy, ta được phước đức như vậy, ta sẽ vào pháp vị Bồ Tát, ta sẽ làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, sẽ được trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, tu Bát Nhã Ba La Mật, do sức phương tiện không có các ước tưởng phân biệt. Ngoại không, nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô thỉ không, tán không, tánh không, trừ pháp không, tự tướng không. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật do sức phương tiện nên không có chướng ngại. Luận, ban đầu Phật sai Tu Bồ Đề nói Bát Nhã, nếu có lời nói gì không nên tìm nhân duyên của nó, nếu người khác nói thời nên tìm nhân duyên. Xá Lợi Phất đã hỏi tướng thanh tịnh, Phật tác chứng. Này Tu Bồ Đề nói tướng thanh tịnh, Phật cũng tác chứng. Ngã thanh tịnh nên năm uẩn thanh tịnh là như ngã rốt ráo không có gì của chính nó, không thể có được. Năm uẩn cũng như vậy, rốt ráo không tức là ngã thanh tịnh. Năm uẩn thanh tịnh khó hiểu, ngã không dễ hiểu. Nhưng năm uẩn không khó hiểu, thế nên lấy việc dễ hiểu dụ việc khó hiểu. Sáu ba la mật cho đến 18 pháp không trung quả Tu Đà Hoàn cho đến Phật đạo cũng như vậy, vì ngã tịnh nên pháp cũng tịnh. Hỏi, trên nói ngã không có gì của chính nó nên sắc cho đến 18 pháp không trung cũng không có gì của chính nó, này cớ sao nói quả Tu Đà Hoàn cho đến Phật đạo tự tướng không? Đáp, ngã do nhân duyên hòa hợp giả gọi là sanh,
đối với vô ngã có điên đảo chấp ngã. Thế nên nói ngã hư dối, không có gì của chính nó, vì năm uẩn thuộc ở nơi nhân duyên, nên không có gì của chính nó, tí ba la mật vân vân, tùy thiện mà pháp hữu vì tạo tác. Còn Bồ Tát thấy đúng thực nên nói là không có gì của chính nó, tu đà hoàn vân vân là pháp vô vi. Pháp vô vi tự tướng không, nghĩa là vô sanh vô diệt, vô chúng vô dị, thế nên không nói là không có gì của chính nó, chỉ nói là tự tướng không. Lại nữa, vì nơi pháp hữu vi, vì tà hạnh nhiều nên nói là không có gì của chính nó trong pháp vô vi, vì không sanh diệt, không tà hạnh nên nói là tự tướng không. Ngã tịnh trí nhất thiết chủng tịnh là vì Bồ Tát hiểu sâu nên vô tướng vô niệm. Vô tướng là vô tướng tam muội, vô niệm là đối với vô tướng tam muội cũng không niệm. Này tu Bồ Đề với Ban Nhã Ba La Mật thật thanh tịnh, nên bạch Phật vì hai tịnh nên vô đắc phù trước. Thanh tịnh có hai thứ, một dùng nhị pháp thanh tịnh, hai dùng bất nhị pháp thanh tịnh. Nhị pháp thanh tịnh là danh tự thanh tịnh, dùng bất nhị pháp thanh tịnh là chân thanh tịnh. Phật dạy tướng các pháp rốt ráo không, tại sao dùng nhị pháp thanh tịnh, có đắc có trước. Trong đây nói nhân duyên, tức là hết thảy pháp không nhơ không sạch, trong hai tịnh phân biệt là nhơ là sạch. Vì ngã vô biên nên năm uẩn thanh tịnh là như ngã không, vì không nên vô biên, năm uẩn cũng như vậy. Hỏi, thường nói vì rốt ráo thanh tịnh, nay cớ sao lại nói rốt ráo không, vô thủy không? Đáp, rốt ráo không tức là rốt ráo thanh tịnh, vì người ta sợ không, nên không nói chữ không mà nói chữ thanh tịnh. Trong đây nói ngã vô biên, ngã tức là chúng sanh không, vì sao? Vì vô thủy không. Nói biết được như vậy, ấy gọi bát nhã là có thể thấy chúng sanh không, pháp không, hết thảy pháp rốt ráo không, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là rốt ráo thanh tịnh. Chư Phật thường đáp rốt ráo không, thế nên hỏi, nếu rốt ráo không, sao còn nói Bồ Tát biết được như vậy, gọi là Bồ Tát bát nhã? Đây nạn rốt ráo không, vì rốt ráo không, thời không có biết. Phật dạy biết đạo chủng, Bồ Tát tuy biết hết thảy pháp rốt ráo không, song muốn làm chúng sanh biết được rốt ráo không ấy để xa lìa tâm chấp trước. Chỉ vì phá tâm chấp trước nên nói rốt ráo không, chứ chẳng phải thật có nhất định. Nói rốt ráo không tức là đáp về đạo chủng trí. Bấy giờ tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người tu Bát Nhã nghĩ rằng, sắc chẳng biết sắc vân vân, ý Phật Bát Nhã không có định tướng. Chỉ vì đạo chủng trí nên phân biệt nói, một nhất thiết trí là trí của nhị thừa, biết tổng tướng các pháp, tức là biết tướng không. Nhiều trường hợp nhất thiết cũng là trí của Phật. Hai, đạo chủng trí là trí của Bồ Tát, biết đạo pháp mỗi mỗi sai biệt. Ba, nhất thiết chủng trí là trí của Phật, sáng suốt viên mãn, thông đạt tổng tướng, biệt tướng, biết pháp hóa, đạo, dứt hoặc sai khác. Đúng thật, ba trí không giỏi nhau, khiến Bồ Tát Ma Ha Tát có phương tiện, nên pháp tùy rốt ráo không, cũng biết rằng sắc chẳng biết sắc vân vân. Như vậy quán hết thảy pháp rốt ráo không, chỉ có trí tuệ năng quán tồn tại không nên rốt ráo không, vì dẫn đạo chúng sanh tầm chấp trước khiến vào rốt ráo không. Phật đáp, nếu Bồ Tát tu Bát Nhã có phương tiện, thời có thể quán pháp bên ngoài rốt ráo không, sắc chẳng biết sắc vân vân, bên trong tự quán nội tâm cũng với lực phương tiện như vậy. Nếu khi tu bố thí không khởi tâm nghĩ rằng ta thí cho, người kia nhận lấy. Trước đây tu Bồ Đề nói sắc chẳng biết sắc là hết thảy pháp không, cho nên không biết nhau, không biết nhau nên không làm phá hai sự, tức là phá người nhận và vật bố thí. Hai sự này đều ở bên ngoài, nay phá người cho đến phá ngã. Tu trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Trong đây nói nhân duyên, Bồ Tát tu Bát Nhã nhờ sức phương tiện nên không phân biệt như vậy, vì nội không nên cho đến tự tướng không, bởi ba không ấy phá các pháp trọn hết. Còn năm thứ không sau là tổng tướng, ấy gọi là Bồ Tát không có chi ngăn ngại. Không có chi ngăn ngại là vì lấy 18 không ấy mà không hết thảy pháp, không có chi ngăn ngại. Hết cuốn 63 theo bản Hán.